Đây là một cái khu vực mà triển lãm tội ác của chế độ Cộng sản Campuchia vào tháng 4 năm 1975, gọi là cánh đồng chết Trơn S, hay là trung tâm diệt chủng Trơn S, ghi nhận tội ác của chế độ Cộng sản Campuchia vào tháng 4 năm 1975. Chúng ta biết là đọc lại lịch sử thì tháng 4 năm 1975, vào ngày 17 tháng 4, chế độ Cộng hòa Khmer do tướng Lon Nol lãnh đạo đã bị lật đổ bởi Pol Pot và Ieng Sary, những kẻ cầm đầu chế độ Cộng sản Campuchia. Khi họ vào chiếm thủ đô Phnom Penh thì họ đã mở ra những cuộc thanh trừng tàn bạo, xua đuổi hàng triệu người dân Khmer đi khỏi thủ đô Phnom Penh. Và tại đây gọi là cánh đồng chết đã ghi nhận tội ác, tức là khoảng vài ngàn, vài chục ngàn, thậm chí có thể gần 100.000 người dân Campuchia, đủ cả thành phần sắc tộc, đã bị lùa về đây, đem ra bắn chết tại cánh đồng gọi là cánh đồng Trơn S. Bây giờ người ta gọi là cánh đồng chết Trơn S, hay là trung tâm diệt chủng Trơn S. Như quý bạn thấy trong cái hình cái bảng ghi vào ở ngay ngã ba đường chuẩn bị đi vào cái trung tâm diệt chủng Trơn S. Khu vực này thì cách xa thủ đô Phnom Penh khoảng 15 tới 20 cây số. Tức là khu vực này nằm ở ngoại ô. Ngày xưa cách đây hơn 20 năm thì tôi có đến đây. Lái xe đến đây thì lúc đó khu vực này là khu vực ngoại ô, tương đối là vắng và ít người. Nhưng mà đi xe hơi mình lái thì nó nhanh. Rời Phnom Penh chỉ độ chừng 10-15 phút thôi, ngồi cho bóng mát là có thể tới cái trung tâm diệt chủng này. Nhưng mà sau hơn 20 năm thì tôi đến đây vào buổi trưa nắng và đi bằng cái phương tiện mà rất là độc đáo, tức là đạp xe đạp tới đây giữa trưa nắng, tạo ra trở lại trong hơn 20 năm. Kiếm đường không ra, phải hỏi tới 5-7 người. Nhưng mà cái sự thiện lành, thân thiện của người Khmer, tôi đã tìm đến ngay ngã ba này, tức là con đường đi vào trung tâm diệt chủng Trơn S, ghi nhận tội ác của chế độ Cộng sản vào tháng 4 năm 1975. Mặc dù là gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng mà khu vực này vẫn tồn tại để ghi nhận tội ác. Ngày xưa nơi đây là những cánh đồng hoang, rồi chế độ Cộng sản Campuchia đã lùa dân ra đây để họ giết tất cả những người mà họ gọi là thuộc thành phần phản động hay là thế lực thù địch. Họ giết bằng những cái cách giết người rất là man rợ, cách đây 500-700 năm về trước, tức là lấy búa, lấy sẻng, lấy cuốc, đập đầu, đập chân cho què, đánh cho chết rồi chôn trong cánh đồng này, gọi là cánh đồng Trơn S ở phía trước mặt các bạn đó. Chút xíu tôi sẽ đi vào đó để coi cái hình ảnh ghi nhận của một cái thiên đường do Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông lập nên, và chế độ Cộng sản Campuchia là Pol Pot, Ieng Sary đã đi theo con đường này để đưa dân tộc Campuchia vào cái thiên đường gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa hay là thiên đường Cộng sản đầy chết chóc, quái đảng, rùng rợn, ghê gốm. Bây giờ chúng ta thử đi vào trong cái trung tâm diệt chủng Trơn S để nhìn lại một cái quá khứ ghê gớm của dân tộc Campuchia. Mà bây giờ nhiều người vẫn chưa thức tỉnh, nhiều người vẫn cho rằng sao chủ nghĩa như là ở Nga, ở Tàu là thiên đường. Thì cái thiên đường này nó ghê gớm lắm. May mắn là Campuchia đã thoát khỏi, hay là những nước Đông Âu đã thoát khỏi. Vào tháng 4 năm 1975 thì ba nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Việt Nam
rơi vào vòng thống trị của Đảng Cộng sản. Nhưng mà 15 năm sau thì nhân loại đã thoát khỏi một cái đế quốc cộng sản là sự sụp đổ của Liên Xô và cả khối Đông Âu. Thì chúng ta thấy năm 75, những người cộng sản ăn mừng gọi là họ đã thiết lập thiên đường trên quả đất này. Nhưng 15 năm sau, cái thiên đường đó ở ngay cái đầu não của nó là Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ tan tành, cho thấy cái sự nhân bản, cái sự tri thức, cái sự thiện lành của nhân loại lúc nào cũng tồn tại phát triển. Còn những bóng ma của cộng sản thì qua đi